Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, nghe xong đoạn tin mừng vừa rồi, anh chị em có thấy mình bị sốc không? Có thấy bị sốc không? Nghe có thấy chói tai không? Nghe có thấy nghịch lý không? Không để ý nghe rồi bảo con nghe thấy đâu sao đâu, bảo Chúa nói gì vậy, con có biết Chúa nói gì đâu. Như không, cho nên khi mà tham dự thánh lễ, giờ phút bài thiêu được mời đứng lên, tại sao mình nghe sách thánh bài đọc một mình ngồi, đắc ca mình ngồi, nhưng phúc âm mình phải đứng? Vì đây là lời Chúa đang nói với mỗi một người. Hơn thế nữa, hôm nay anh chị em nghe đây gọi là chỉ thị mà Thiên Chúa truyền xuống cho các môn đệ, cho các tông đồ, và cũng là chỉ thị cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Những người muốn theo Chúa, ai muốn theo Chúa giơ tay. Mấy người ngồi xa lăn còn giơ tay, để thấy không? Trong và trong hóa tay thật to thưa anh chị em. Nói ai cũng muốn theo Chúa, nhưng theo Chúa thì có những điều kiện nào? Thì chị em có biết hay không mà theo? Khi nào người ta gọi mình, ta rủ mình đi theo, cứ nhắm mắt mà đi, ta gọi thằng này chắc nó bị bỏ bùa, này chắc là bùa nói, này chắc là bùa vuốt. Người ta cứ bảo có bùa nói, nó bị ra đường, ai hỏi thì có nói, mày hỏi cái nói cái là bị bùa, cái là có gì bóc hết ra cho nó to. Người bảo cái chừng là bị bùa vuốt ra đường mà gặp ai nó vuốt mình một cái là bắt đầu rùng mình, cái bắt đầu lắc lư rồi đi theo nó. Có không? Chúa không có bỏ bùa, Chúa không có bỏ bùa mê. Có những người lại bỏ dính cái bùa mê vào uống cái ly nước, mời khát nước qua uống ly nước xong thấy mê mẩn, nó chả biết gì nữa, nó lấy sạch. Chúa không có bỏ bùa mê, Chúa chẳng có bỏ bùa vuốt, mà Chúa cũng chẳng có bỏ bùa nói. Vì khi mà người ta gọi là bùa nói, có nghĩa là ta nói ngon, nói ngọt. Ta bảo là nói ngọt nó, lọt
nó đến tay em, nó đến tay em thôi ý, nó ngọt nó lọt đến xương. Ta bảo nó ngọt, nó lọt và đến xương, cho nên là mê mẩn không biết gì rồi ta nói sao nghe vậy. Hoặc là người ta bảo nói hay đến mức độ mà kiến trong hang nó cũng bò ra. Không? À, Chúa không có nói để kiến trong hang bò ra. Chúa không nói ngọt mà nó lọt cho đến xương. Mà Chúa nói cho chúng ta những cái điều, những người nghe mà thực sự muốn đi theo Chúa phải bắt đầu rùng mình. Vậy thì còn ai mà dám theo? Khi mà Chúa nói về bánh hàng sống xong, người ta bỏ hết, ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được, bỏ. Quay lại hỏi, còn các con có bỏ hay không? Lúc đó Phêrô mới, bỏ ngài con biết theo ai? Đời lộng gió cánh chim ngàn hơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu? Bỏ ngài con đi theo ai? Rồi bây giờ người ta nói ôi trời ơi, nó bỏ Chúa, nó đi theo tiền được không? Được không? Mạch lên thì có dấu lòng bỏ Chúa đi theo tiền được không? Thôi nói rõ hơn là theo tiền bỏ Chúa được không? Dễ quá mà, biết có nhiều người chỉ vì đồng tiền, vừa cứ nói lý do là chén cơm manh áo, họ đi lễ Chủ nhật không? Không, rảnh thì đi, vui thì đi, còn buồn ở nhà mà có chầu nhậu cúng ở nhà, có được món hàng bở cúng ở nhà, bạn bè nó rủ lên đi chơi cúng, đi chơi hay là đi nhà thờ, chọn cái nào? Chơi. Thấy không? Cho nên ta thấy rằng là mình đi theo Chúa, Chúa không có dụ, mà Chúa không có mê, mà Chúa không có rủ rê gì cả, mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đi theo Chúa thì phải nghe cho rõ, hiểu cho đúng và biết được rằng con đường mình đi nó sẽ như thế nào và nó dẫn mình đến đâu. Còn nếu mà đi theo Chúa mà cứ ù cạc cạc giống như là đàn cừu ấy, cái con cừu ở đầu nó đi sau thì tất cả cái đàn sau nó cắm đầu nó đi theo, rồi cái con cừu mà nó lao xuống bể thì cả đàn cừu nó cũng cắm đầu nó leo xuống bể hết. Mình không phải là những con cừu vô tri vô giác. Mình không phải là những con cừu vô tri vô giác mà là những con gì, con lừa. Ủa tồi, mình là con gì? Mình không biết mình là con gì à? Mình là con gì? To lên, mình là con gì? Ai là con người giơ tay? Ai là con người giơ tay? Ai là người mà có trí khôn giơ hai tay? Viết cao lên, giơ hai tay, trí khôn, một, vỗ tay, một, hai, ba. Đi theo Chúa là gian khổ, là khó khăn, là thử thách, là thánh giá, là nghịch lý, là bỏ mình, là mất mát, là hy sinh. Đi theo không? Trời ơi! Đi theo không? Đi theo không? Đó, Chúa. À, thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là nếu mình đi theo Chúa mà mình ý thức như vậy, Chúa ở trên, Chúa vui lắm. Chúa nhìn xuống chúng ta, Chúa vui lắm và cảm thấy rằng là tôi không còn cô đơn, buồn khô héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn vì có những anh chị em ở giáo điểm tin mừng sẵn sàng đi theo Chúa. Chúa cảm thấy vui. Rõ ràng ngày hôm nay là một minh chứng cơn bão số mấy đang đổ xuống Việt Nam số 2 và càng ngày càng tăng tốc. Lúc trưa, lúc đó là chắc 1 giờ, gió rất lớn, bão rất mạnh, ào ào. Tôi tưởng là nó hất tung cái máy lều này đi rồi, ra ngó tạ ơn Chúa nó vẫn còn sống sót.
Và tôi nghĩ rằng là chắc anh chị em sẽ chạy bão hết, sẽ trốn bão hết và không có ai mà đến đây chiều hôm nay, mặc dù thời tiết báo từ thứ Bảy, báo từ Chủ nhật, rồi báo ngày thứ Hai là cơn bão thứ Hai, số 2 đang đổ xuống vào Hà Tĩnh, vào Thanh Hóa, có thể là vào Nam Định nữa. Nhưng mà lúc ra, mở cửa ra thấy anh chị em vẫn cứ bình thản ngồi yên, và vừa mới mở cửa là ào ào như nước đổ vào, chứ không phải ào ào chạy ra. Đó là cái lạ, lạ lắm thưa anh chị em. Đấy là cái con đường mà Chúa bảo là phải bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Anh chị em dám bỏ mình, bỏ mình đây, Chúa chẳng bắt mình phải bỏ mạng sống đâu, nhưng mà ít nhất trong mạng sống của mình thì phải có thì giờ, đúng không? Đúng không? Trong mạng sống của mình thì có thời giờ. Mình, tôi sinh năm 1956, rồi có một cái gạch ngang. Cái gạch ngang đó năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? 2017 là coi như tôi chết rồi. Bà chơi sân rồi, bà ghi luôn vào đến năm 2017 đó. Thì chúng ta thấy một số người làm sẵn cái mộ của mình, làm sẵn kinh tĩnh và ghi cái năm sinh, còn cái năm tử một cái gạch ngang để đó, dài ngắn cũng một cái gạch ngang, dù mới sinh đã xong rồi chết thì cũng một cái gạch ngang, mà đến cả trăm tuổi cũng có một cái gạch ngang, và ghi vào cái ngày, cái tháng, cái năm, nhất là ghi vào cái năm là năm mình tử. Vậy thì cái thời giờ đó gọi là chính mạng sống của chúng ta. Cái mạng sống mình kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc là em ơi có bao nhiêu hoặc là ghi vào là có 60 năm cuộc đời, thì trong 60 năm cuộc đời đó Chúa mời gọi chúng ta là bỏ thì giờ cho Chúa. Nếu mà nói bỏ thì cái bộ như là đồ thừa, phải không? Bỏ có nghĩa là rác này bỏ, nếu mà tiền có bỏ không? Thôi thì lượm luôn rác đi. Tiền thì rác cũng lượm luôn đi, đừng để. Thì thưa anh chị em, đó, nếu mà rác ta gọi là bỏ rác, còn nếu mà là tiền, là vàng, là đô la mà rớt, mình có nói là tôi bỏ không? Mà là tôi, anh đưa tôi cục vàng, anh bảo bỏ cục vàng cho cha Long, ai có nói vậy bao giờ? Anh đưa cục vàng, anh nói là sao? Vì anh đưa tôi một trăm đô la, anh nói là sao? Làm sao anh nói là sao? Nói gì anh nói vậy? Con điếu cha. Đâu? Quan trọng là giữa cái biếu và cái đâu. Mình cũng nói là mình biếu, mình tặng, mình dâng, tại vì là cái quý, đúng không? Thời giờ là cái gì rất quý, tại vì anh chị em thấy là chúng ta đang sống, mình đến từng ngày từng giờ mà biết sống đến ngày hôm nay là tạ ơn Chúa rồi. Biết ngày mai còn sống không, biết ngày mai còn nhìn thấy nhau không, biết ngày nhau mai còn gặp nhau không, thôi quay sang bắt tay hỏi thăm một cái cho chắc ăn. Bắt tay quay sang bắt tay người bên trái cái coi, bắt tay người bên phải hỏi thăm cái coi. Và chúng ta thấy là vui không, mà thấy sống vậy vui lắm. Mà đến mà tham dự cúng lễ mà thấy mọi người có thể bắt tay nhau, có thể cười nói được với nhau, có thể vui vẻ với nhau, cảm thấy thánh lễ đúng là một bữa tiệc. Vậy thì ta dâng hiến, ta hiến ban, ta hiến tặng thời giờ cho Chúa, chứ không phải bỏ, không phải bỏ mạng sống mình đi, mà dâng cái mạng sống này, dâng cái cuộc sống này lên cho Chúa. Và trong đó tôi dâng hiến thời giờ cho Chúa. Anh chị em cứ tưởng tượng là sáng có hai sơ dắt nguyên một nhóm 45 người từ ngoài Con Tum vào đây. Hai sơ nói: Yusuma, con đến 10 giờ, 11 giờ mà đã thấy họ đến đây đâu hết được như vậy rồi hả cha? Mà họ đến từ 6 giờ sáng, 6 giờ sáng mà cửa tôi chưa mở mà đã vì của pha ra đau thơ mà chưa có Yusuma rồi. Chúa không ngủ được, không cho Chúa ngủ. Đến lúc nào là về quà khao na tao tôi ăn quà tôi ăn đồ tiệc to.
nam trung bắc chơi hết đủ hết ba tông luôn. Tôi bảo sao mấy đi đến mình giờ này họ đến đúng họ đến sớm lắm họ đến từ giờ đấy đó. Sơ mà tưởng là sơ đến sớm không có đâu, rồi chờ đến bao giờ thì họ cứ chờ cha chờ đến bao giờ, chờ đến khi mở cửa. Nhưng mà Chúa thì chờ đợi họ trước chứ đâu phải là họ chờ Chúa. Chúa vẫn ngày ngày đêm đêm đứng ở đó chờ đoàn con đến để họ dâng cho Chúa thời giờ, dâng cho Chúa cái thời giờ quý báu mà anh chị em bỏ công bỏ sức ra vất vả từ bắc từ trung từ nam đến đây, có những người từ nước ngoài về đây nữa, rồi có những chị em ngoại đạo nữa, anh chị em đến đây để dâng cho Chúa cái thời giờ, và đó là cái quý lắm. Anh muốn theo ta phải bỏ mình vác thập giá mà theo ta, Chúa nói. Vậy thì anh chị em đến đây, anh chị em dâng cho Chúa cái thời giờ. Con không dám dâng cho Chúa mạng sống, vì mạng sống của con là của Chúa rồi. Con trả lại cho Chúa cái gì Chúa ban thôi. Cái thời giờ thực sự ra cũng là của Chúa, chứ con sống được đến ngày hôm nay, con tạ ơn Chúa và con dâng cho Chúa cái thời giờ này. Thời giờ ta dành cho Chúa được bao nhiêu, anh chị em cứ suy nghĩ thử coi. 24 tiếng đồng hồ trong ngày, mình dành cho Chúa được mấy tiếng, mấy phút, có khi được mấy giây, đúng không? Có những người chả có giây nào, chả có phút nào cả, cứ sống, cứ ăn, cứ chơi, cứ hưởng thụ, cứ vui chơi giữa đời mà không cần biết rằng mạng sống ta đang nằm trong tay Chúa. Tất cả những gì ta đang có là của Chúa mà không hề dành cho Chúa lấy một giây trong một ngày. Có thấy chưa? Anh em thấy rõ mà, người không đâu, không dành cho Chúa một giây nào trong ngày đâu. Rồi thứ hai nữa là anh chị em dâng cho Chúa cái gì? Thời giờ rồi mình bỏ đi. Thứ hai là công sức của anh chị em. Có những người lặn lội đi cả mấy ngày mới vào được trong này. Hai sơ thì một sơ nói: thưa cha, sơ này hôm nay phá kỷ lục. Bảo sao vậy? Sơ là vô địch say xe, vừa mới lên xe mà được 10 thước là sơ đã đến chùa. Xảy đến mức độ như vậy, không biết chở cho mấy đứa gì, mà không có gì nhắc đi đâu. Vậy mà đi từ Con Tum và đến đây vẫn tịch vèo ngồi nói chuyện suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Thì mình thấy rằng cái công sức anh chị em bỏ ra. Có những người ngồi xe lăn, anh chị em thấy có những người ngồi xe lăn vất vả lắm chứ, mà ngồi đây cả 4-5 tiếng đồng hồ, có phải là mình dâng cái công sức này cho Chúa? Ngồi xe lăn mà, xin lỗi anh chị em, nguyên chuyện mà đi vệ sinh không là thích khó lắm rồi, nguyên chuyện mà khát nước là cũng thấy là mệt mỏi lắm rồi, vậy mà chả thấy nước, chả thấy vệ sinh, mà cứ ngồi suốt từ 2 giờ tới 7 giờ tối mới về. Chẳng thấy đó là cái ơn chưa? Và có nhiều người nữa, và tôi cũng thấy điều lạ là chả thấy ăn cái gì cả. Tôi cứ nhìn chả thấy ăn cái gì mà cứ mở cửa ra vô thờ ngồi xong rồi đọc kinh xong rồi tới 7 giờ tối đi về chả thấy ăn uống gì cả. Là sao? Ăn lúc nào? Hả? Về ăn hả? Ngồi nhìn từ sáng đến trưa, trưa đến tối à? Thế đó là cái điều lạ. Vậy chứ dâng cái hy sinh đó lên cho Chúa. Chúa chẳng đòi hỏi bỏ hiến mạng sống rồi phải ra hồi chuông dư tiếng đầu rồi trốn pháp trường rồi lưng 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 về cái quốc xa người. Chúa không đòi hỏi mình phải dâng hiến, là phải tự đạo một cái hồi chinh dứt chiến rồi bang ở Mỹ không có. Nhưng mà từng ngày sống của anh chị em dâng cho Chúa cái thời giờ mà anh chị em đến đây. Nhưng Chúa cái công sức, cái hy sinh, người anh chị em ngồi ở cái đá này, cái gỗ này còn đỡ. Hỏi anh chị em ngồi những cái ghế nhựa kia này, ngồi mà mấy tiếng đồng hồ. Này, đâu, còn sống không dưới đây? Có mỏi lưng không? Có hay không nói to, có mỏi lưng không? Có chồn gối không? Có mệt không? Có buồn ngủ không? Đấy, anh chị em thấy hết rồi. Mình ngồi đây có cái dựa và có mái thì còn đỡ, nhậu ngồi kia mà tí mưa là chạy, tí mưa là chạy mà cứ vui vẻ như vậy, thì đó là những người mà thực sự đang bỏ mình vác thập giá mà đi theo Chúa. Có được đi theo Chúa nó như vậy, thưa anh chị em, thời giờ, công sức, rồi bộ đi đến đây có phải đổ xăng không hay đổ nước?
đổ xăng hay đổ nước? Xăng. Nước hay xăng? Xăng. Xăng có trả tiền không? Có. Thưa anh chị em, mà tôi để ý thấy toàn là những người khố rách áo ôm nổi đến đây nhiều lắm. Ít mà tìm thấy những người mà phú quý, đại gia, rồi ông to, bà lớn, con. Ít thấy. Mà những người đó họ có điều kiện hơn chứ, phải không? Những người đó họ có thời giờ hơn chứ, họ có tiền hơn chứ, và ăn sung mặc sướng, họ khỏe hơn mình chứ. Mới bắt đầu đã có bác sĩ, gia đình đến. Còn mình, ta nói là người nghệ, người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Ăn mày nó ruột nó đổ ra, máu me be bét thì mới bằng với ăn mày. Ôi, móng tay em bị xích hà, đau quá hà. Vương dịch vương, sợ cái chảy xích, để cái yêu gãy đi rồi chứ sao. Mời cái người hời ti, ân nghĩ đi. Người giàu, người nổi tiếng họ hơi ho hen một tí, cả thế giới phải rối tinh lên. Làm cái gì vậy? Chị em thấy không? Mạng sống họ để họ dâng hiến cho cái gì? Họ dâng hiến cho thế giới được cái gì? Mà cứ họ hơi sổ mũi nhức đầu một tí là rối lên, cầu thủ bóng đá hơi bị đau chân một tí rối lên. Cầu thủ đá thì thằng khác đá hay còn chết gì đâu mà sợ, rối tinh ở đây là sao? Phải không? Người ca sĩ, người đẹp, người cái thứ mà cứ hơi bị một tí té xe hay là hơi bị đau bụng một tí cứ rối tinh cả đấy là sao? Mạng sao họ dâng hiến cho cái gì? Còn đây biết bao nhiêu con người âm thầm lặng lẽ đây nè, bộ mạng sống họ bộ được vứt đi à? Chúa phải cứu chuộc tất cả mọi người bằng giá máu của Chúa, chứ đâu phải là chỉ cứu chuộc một vài người. Còn chúng ta là những người mà Chúa thôi sự đáng này nghèo khổ khổ gì cho khác trời. Có không, Chúa cứu từng con người một, mỗi một người dù hèn kém nhất trần gian này, Chúa cũng phải đổ máu và nước mạng sống của Chúa ra để cứu lấy. Dù là bà nhà quê không biết được một chữ, mà khô rách áo ôm, mà rách nát hết mọi chuyện, tôi cũng phải cứu bà bằng được bằng giá máu của tôi. Như là cái ông thần đang ngồi tít tắp ở trên ngai kia kìa, ông vua và bà chúa tô hoàng cái gì gì đó cũng như nhau thôi. Có điều là bà có phúc vì bà lại nhận ra Chúa thương bà. Người ta tưởng người ta có phúc nhưng mà thực sự là vô phúc, vì người ta không dám bỏ mạng sống vì Chúa mà chỉ bắt người khác bỏ mạng sống để phục vụ cho họ mà thôi. Đúng không? Bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người vô danh tiểu tốt đã bỏ thân, đã bị mất mạng để phục vụ cho những con người có chức, có quyền ấy. Đúng không? Họ ăn trên ngồi chốc, họ hưởng vinh quang phú quý của họ trên xương máu của người khác mà. Cho nên họ bắt người khác hy sinh mạng sống cho họ, chứ không phải như Chúa Giêsu là thầy liều mạng sống vì đàn chiên, thầy chết vì đàn chiên. Cho nên nếu mà Chúa không chết vì ta mà bỏ ta chết vì Chúa, mình có đi không? Anh em nghe cho rõ nhỉ? Nghe cho rõ trả lời. Nghe, nghe không? Nếu Chúa bảo là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta, sau đó Chúa bảo lên ghế ngồi, nào chết thì chết đi, mình có theo Chúa không? Trả lời mạnh đi, có theo Chúa không? Theo làm cái gì? Theo một ông mà ông nói cho ngon và ông nói cho hay, và ông kia lên tiêu ngồi đó, ông bắt tôi hầu hạ, ông bắt tôi phục ông, bảo ông theo tôi, tôi theo ông để làm cái gì? Chị em đúng không? Tại sao mình phải theo một cái con người như vậy? Nhưng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Thầy là thầy, là Chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho các con. Đây, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy hiến ban vì anh em. Lạy cha, xin vâng ý cha. Ý của cha là con phải hiến dâng mạng sống này, phải chết đau thương trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Vâng, con xin vâng. Đấy,
vì Đức Giêsu đã nói, đã sống, đã hiến mạng sống vì ta, cho nên ta mới bỏ mạng sống mình, vác thập giá mình mà đi theo Ngài, theo một đấng đã chết vì ta, theo một đấng đã dám bỏ mạng sống vì ta, theo một đấng mà đã nói rồi làm, hoặc là làm rồi mới nói, chứ không phải này đi theo ta đi ngon lắm. Thì chúng ta bị bao nhiêu người mà bị lừa là vì cái tội nó nói ngon nói ngọt, phải không, phải không ạ? Này có tiền không, có tiền chưa, có phải không? Đây nói chị nghe, đưa tôi đi, mỗi tháng tôi gửi lại lời 20%, đưa 1 triệu, tháng lãnh được bao nhiêu? 200 ngàn. Chịu không? Ôi dồi, cười tít mắt lại hết thể đó, thấy chưa? Cứ nghe nó ngon nó ngọt nó lọt đến xương là bị lừa, biết bao nhiêu người bị ăn cái củ lừa là tiền lời nhiều lắm, rồi cuối cùng họ lấy chính tiền của mình trả cho mình, chứ lấy ở đâu đâu. Mình đưa họ 1 triệu, họ trả cho được 2 tháng là được 400 ngàn, còn bao nhiêu nữa? 600 ngàn. Nếu mà 600 ngàn đến tháng thứ 3, số điện thoại của quý khách ngoài vùng phủ sóng. Amen, amen. Anh chị em thấy không? Có nhiều người ngày hôm nay mà bị lừa, tại vì mình chỉ có nghe người ta nói ngon nói ngọt mà không chịu nhìn vào cái việc làm của người ta. Thử hỏi làm cách nào mà họ có thể lời được 1 tháng 10%, 20%, lấy đâu ra lời như vậy? Hỏi thử, nhìn việc làm người ta phải hỏi để mình mới tin lời người ta nói, đúng không? Anh chị em tập đi, ai nói cái gì đó mình nghe đã, rồi mình nhìn vào việc họ làm, kiểm chứng lại, rồi mới nghe, rồi mới theo, chứ không phải người ta nói sao thì mình nghe vậy, người ta nói vậy mình cũng làm theo, không được đâu. Chúa ban cho chúng ta có cái đầu óc, biết suy nghĩ, biết lý luận, cho nên lời Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài, bỏ mạng sống mình vì Ngài, nhưng trên hết và trước hết là chính Ngài. Đức Giêsu đứng đầy quyền năng và lòng thương xót đã bỏ mạng sống vì tôi, đã hiến dâng mạng sống vì tôi, đã không tiếc gì vì tôi, cho nên tôi cũng không tiếc gì vì Ngài. Mà tôi không tiếc gì vì Ngài, tôi càng hiến dâng cho Ngài bao nhiêu thì không mất phần thưởng đâu. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Có mất gì không? Đâu có mất gì đâu, mà được gấp trăm gấp ngàn đời này và hạnh phúc đời sau cùng với sư. Cái này câu này lắm chị, chỉ khoái mỗi câu đầu câu cuối không giữa bỏ. Ai theo ta, ai từ bỏ mọi sự mà theo ta, nhà cửa ruộng vườn cha mẹ anh em mà theo ta, thì sẽ được gấp trăm gấp ngàn đời này và hạnh phúc đời sau. Nghe vậy theo không? Theo không? Ngu gì không theo, mau theo lẹ lên, đi theo Ngài được gấp trăm gấp ngàn đời này. Mình mới bỏ mét vuông đi theo Chúa về nhà, cái tự nhiên có ngàn mét vuông hà, đi không? Mới bỏ cái nhà này để đi đến lòng thương xót Chúa về nhà, tự nhiên cái nhà mình nó mọc lên 10 lầu hà, đi không? Thì ông này mới bỏ vợ đi theo Chúa về nhà được 10 bà, xuống không? Thì chúng ta thấy rằng là người ta hay dụ mình ở vế đầu, vế sau mà họ cắt cái khúc giữa, cái đó là cái chết. Chúa nói ai bỏ mọi sự mà theo ta thì sẽ được gấp trăm đời này và hạnh phúc đời sau cùng với sự. Đó đó, hai chữ thôi. Vô được hai chữ đó là nhiều người khất lại không vô được. Cùng với sự, nghe đây này, Thầy đến không đem bình an mà đem gươm giáo. Cha
sẽ chống lại con chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Người ta sẽ bách hại các con sẽ bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền, vân vân và vân vân. Đó là sự ý bách. Bà thì lại bách chiến, bách thắng là thế nào? Bách gì? Bách hại chứ không phải bách chiến, bách thắng. Bà ơi, cùng với sự bách hại mà chúng ta nghe cái khúc đầu là theo Chúa được gấp trăm gấp ngàn và hạnh phúc đời sau, giống như là con lứa bảo Chúa ơi, Chúa có thể đổi đi một tí được không? Mà lời ta là lời hàng sống, một chấm một phẩy không thay đổi được. Nhưng mà con nói Chúa nghe, nếu Chúa đổi đi một tí thôi là biết bao nhiêu người theo Chúa. Chúa thấy không? Chúa nói như vậy, ai mà theo? Thực sự, nếu mà những người hoặc tin mà nghe lời Chúa như thế này, quay theo Chúa không? Không. Ta không đến đem bình an mà đem gươm giáo. Thôi, con lạy bố, con đi về. Nhà đã đánh nhau chí chóe, đến đây tưởng Chúa cho bình an, Chúa bảo ta cho gươm giáo, con nghe gươm giáo gì về. Ông còn chơi tôi, Chúa bỏ đem gươm giáo mà ông chơi tôi đâu chết. Cho nên Chúa còn nói Chúa, Chúa đổ như một tí luôn. Chúa bảo đừng mày nói ta nghe, để đổ cái gì mày nói ta nghe coi. Mình không ai làm cố vấn cho Chúa mà mày làm cố vấn cho Chúa, mày nói ta nghe coi. Thì Chúa bảo ta như thế này: được lời lãi cả và thế gian, mà Chúa nói gì mà thiệt mất linh hồn thì ích gì, đúng không? Phải không? Chúa nói được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Thì Chúa đổi, Chúa nói người ta như vậy, bảo là mọi người theo Chúa rầm rầm. Giáo điểm tin mừng này không có chỗ chứa nữa, bây giờ đã không có chỗ chứa rồi mà nó còn không chỗ chứa nữa là sao? Là được lời lãi cả và thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Nghe được không? Nghe được không? Rồi cho ta phát tay đi. Tôi cũng chết, anh chị em cũng chết, vậy mà còn cho chàng phát tay. Thật sự bệnh bạc, sai tất cả đấy mà cho chàng phát tay. Bà này còn vỗ, còn ráng vỗ thêm. Bảo nghe đã quá, xưa giờ chưa có ai nghe nói lời Chúa mà nó sướng như vậy. Rõ ràng ta thấy mình muốn tìm cái con đường dễ dãi, làm sao mà được lời lãi cả thế gian mà lại còn rỗi linh hồn thì còn gì bằng nữa. Chứ bảo không, lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì. Cho nên mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, chứ không phải mình là đồ bỏ, là con tốt thí, là cỏ dại ven đường, là lá rụng ven sông, rồi nó muốn trôi bèo dặt mới trôi, muốn trôi về đâu thì trôi. Ta nói vậy thì cái đám ngu dân này nó nghe thì nó không nghe thì thôi, kệ nó, có. Nhưng Chúa nói đến từng người, mỗi người chúng ta, ai muốn theo ta từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Và khi đi theo Chúa, ai cùng chịu đau khổ với Ngài sẽ được cùng hiển trị với Ngài. Hạt lúa phải mục nát đi mới sinh được nhiều bông hạt, phải qua thập giá mới đến được đau thương của Chúa được. Qua thập giá mới đến đau thương thì còn ai ngồi đi nữa, khổ quá. Thập giá nó chưa đủ sao còn đến đau thương. Qua thập giá đến, tội qua thập giá đến. Chưa thấy mình quàng đầu vẫn còn nhát lắm, mạnh lên, giơ tay phải lên. Qua thập giá đến, qua thập giá đến. Ba ông con lên nói ngon lắm, bây giờ lên có một người thôi, thì ông vào đó, 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 ông vào đó. Tôi cô này lên trước xử trước, bà ngồi xuống rồi. Còn đã vắt thập giá nào chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Phương Hạnh, 38 tuổi, ở Buôn Ma Thuột. Con tới đây để cảm tạ Chúa
Trong 90 ngày cha cầu cho gia đình thì con cảm tạ Chúa là đã cho con một người chồng là luôn biết hy sinh, yêu thương vợ con. Rồi Chúa lại ban cho con có 4 người con rất là lành lặn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Con tạ ơn Chúa. Nói thật, có mấy người tạ ơn Chúa vì điều đó đâu. Nói ơi, tại vì phúc 70 đời lấy được một chồng đó, coi như phúc 70 đời chứ bảo là ơn Chúa. Ồ, vợ chồng nó được 4 đứa con lành lặn là chuyện bình thường, có phải bình thường không? Lỡ mà một đứa thì bại não, một đứa bại liệt, một đứa bại tay, một đứa bại chân thì sao? Có không? Có chứ, có một bà mẹ đến đây này, dắt theo 4 đứa con, đứa thì bại não, đứa bại liệt, đứa bại tay, đứa bại chân, thực sự là như vậy. Bà cứ dắt lên 4 đứa con đến đây thì nghĩ sao? Rồi đó là một cái lời tạ ơn tuyệt vời lắm, thưa anh chị em. Tiếp đi con. Dạ, con xin làm chứng cho ông xã con là năm nay 52 tuổi, ông xã con với lại 4 đứa con của con đang ở nước ngoài. Thì mới qua được mấy tháng là từ xưa nhận ở đây thì đã bị sỏi thận rồi. Nhưng mà lúc qua bên đó thì bị sỏi mà cục sỏi nó lớn quá, không thể nào mà đi tiểu được hết. Thì lên bệnh viện họ mới đặt ống để cho ông xã con đi cái bị ứ nước thận đó cha. Rồi lúc mà người ta đặt ống vô, rồi lúc mà người ta lấy ra thì bị nhiễm trùng thận, bị nhiễm trùng, xong rồi bị nhiễm trùng thận, xong rồi chuyển qua bị nhiễm trùng máu luôn cha. Con rất là hoang mang, con không biết phải làm sao hết. Con chỉ biết cầu xin lòng thương xót Chúa, đọc kinh mỗi ngày để cầu xin Chúa thương Chúa cứu chữa nhà con. Và nhà con bây giờ đã qua cơn nguy kịch và đã được hồi phục rất là nhiều rồi cha. Rồi một ơn nữa là con muốn làm chứng cho cháu của ông xã con, năm nay 39 tuổi, là ngồi xe lăn ngay từ nhỏ tới bây giờ thì giống như là bị đau bụng, xong rồi đi khám thì họ nói là bị u nang buồng trứng, rồi bác sĩ kêu là phải mổ. Nhưng mà từ bệnh viện tỉnh là lên Sài Gòn á, lúc mà chị con cũng cầu xin khắp nơi rồi cũng nhắn tin cho cha, rồi lên tới bệnh viện ở Sài Gòn thì họ siêu âm lại thì kêu là không còn gì nữa, không có u nang gì nữa hết. Con ở đâu và do đâu mà con được biết đến lòng thương xót Chúa ở đây, con đi làm chứng hôm chiều hôm nay? Dạ, con ở Buôn Ma Thuột cha, mà con biết cái lòng thương xót Chúa cũng mấy năm rồi. Con cũng nghe cha ở Chí Hòa rất là lâu rồi, nhưng mà vừa rồi Tết con mới có dịp để tới đây. Nhưng mà lúc mà đầu tiên con tới thì cha không có ở nhà, cha khách làm lễ. Rồi lần sau con cũng quay lại đây, và lần này là lần thứ ba con đến đây. Con cảm nhận như thế nào? Dạ, con thấy ở đây được rất là nhiều ơn Chúa, mọi người biết yêu thương nhau, ai cũng nhường nhịn, ai cũng vui vẻ hết cha, rất là thân mật. Đây là những món quà mà ta nhờ con gửi cho ông xã của con với 4 đứa con đang ở nước ngoài. Đây là một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 với tập 2, mà tôi viết trong dịp kỷ niệm 25 năm linh mục, viết trong vòng 3 năm. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Con gửi cho ông xã và các cháu. Rồi đây là những điển hình DVD chứng nhân Lòng Chúa Thương Xót. 3 món quà này con gửi cho ông xã của con và các cháu để đọc, nghe và nhìn. Còn phần của con thì ở nhà hồi nội quả của con. Đây là cái ghi quả 150 mẹ hiện ra tại Fatima bằng lễ thuật. Mời con nhớ đến Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù hộ và chúc lành cho con. Con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con cũng thay mặt cái cộng đoàn là xin Chúa cho cha được dồi dào sức khỏe, với lại xin Chúa cho tất cả mọi người mà đến giáo điểm này á, thì ai cũng có ý thức để cho chán cha đỡ nhanh hơn. Hallelujah. Rồi mời ông lên dở dang.